Vẩy nến là bệnh vây da khá phổ biến, bùng phát từng đợt, có khi tăng giảm theo mùa. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẩy nến sẽ khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu và ảnh hưởng tới sinh hoạt và tâm lý. Lo ngại hơn, nhiều bệnh nhân lại chưa hiểu đúng về bệnh, chủ quan không thăm khám tại các cơ sở uy tín, tốn cả 100 triệu đồng điều trị bằng các phương pháp sai lầm, khiến bệnh ngày càng nặng, thậm chí có người lở loét cả cơ thể. Đây là buổi điều trị thứ hai của bệnh nhân này. Sau một tuần điều trị, da của chị đã bớt ửng đỏ, mưng mủ và cũng đỡ đau hơn. Tuy nhiên, trước đó chị đã phải đến cầu cứu bác sĩ trong tình trạng toàn thân ửng đỏ, đau đớn, thậm chí mắt sưng to không mở được. Đầu tiên nó chỉ một tí ở lưng thôi, xong về sau một thời gian nó lan lên đầu, xong rồi sau nó lan khắp người. Cái tình trạng lan khắp người này là mới gần đây thôi đúng không? Hay là trước kia nó cũng có rồi. Thế xong rồi bôi thuốc và nó đỡ được một thời gian, xong rồi nó lại lên. Nhưng mình sợ dùng thuốc tây nó không khỏi được ấy, xong rồi nó bào mòn da nên là cũng không dám đến bệnh lấy thuốc tây chữa. Cách đây 3 tháng rồi thì nó phá nặng lên, nhưng mà mãi nó không đỡ thì mới lên đây. Bác sĩ Thành cho biết, tình trạng trên của bệnh nhân là do hậu quả của quá trình chữa vẩy nến sai cách. Tuy nhiên, đây lại không phải là trường hợp hy hữu, bởi thời gian qua, cơ sở này cũng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám trong tình trạng nặng. Vẩy nến là bệnh mạn tính, dai dẳng hay tái phát, ảnh hưởng cả sinh hoạt và thẩm mỹ, nên bệnh nhân tìm mọi cách để điều trị, sử dụng các thực phẩm chức năng, thuốc nam, thuốc bắc, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, làm bệnh bùng phát nặng lên, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị, có thể thấy do chủ quan và do chưa có đầy đủ hiểu biết về việc điều trị vẩy nến nên có rất nhiều bệnh nhân đã gặp phải hậu quả nặng nề. Vậy cụ thể hơn, việc điều trị vẩy nến sai cách còn có thể gây ra hệ lụy gì cho sức khỏe? Quan trọng hơn, khi mắc bệnh lý này, người bệnh cần điều trị thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trao đổi sau của phóng viên VTC14 cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, phòng khám chuyên khoa da liễu Maya và Maya, thành viên Hội Da liễu Việt Nam. Những tư vấn về cách điều trị vẩy nến đúng cách sẽ là thông tin đáng chú ý cuối cùng của y tế trong ngày kỳ này. Vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy bệnh vẩy nến là một cái bệnh da rất là phổ biến, nhiều người có thể mắc cái bệnh này. Ở mỗi người tình trạng bệnh khác nhau, có người thì cái diện tích bị bệnh thì nó nhỏ thôi, nhưng ở nhiều người thì cái vùng diện tích bị vẩy nến lại rất lớn và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như cuộc sống của họ. Vậy trước đây bác sĩ có thể cho biết vì sao ở nhiều người tình trạng bệnh vẩy nến lại nặng như thế ạ? Thì chúng ta biết rằng là vẩy nến là một cái bệnh lý mãn tính, mà nó tính ra cái tỷ lệ mắc bệnh vẩy nến khá là cao, có khi là từ 1-3% về cái tỷ lệ mắc bệnh về da, nó rất là cao và được coi là một bệnh mãn tính và thường gặp chứ không phải bệnh hiếm gặp. Tức là cái tỷ lệ mắc cao vậy, nhiều người mắc như vậy, nhưng mà cái tỷ lệ những người hiểu biết về thông tin về nến, điều trị bệnh về nến và tránh được những kỳ thị về nến thì không được nhiều. Chính vì thế họ đi điều trị rất nhiều nơi, kể cả thuốc nam, thuốc bắc. Bản thân những người điều trị cho họ cũng không có kiến thức về nến. Họ coi rằng bệnh này là bệnh có vẩy, bệnh đỏ da hay là viêm da. Họ điều trị theo hướng viêm da và điều trị hướng đó là gần như là chống chỉ định bệnh vẩy nến. Hoặc họ tắm những loại lá cây, họ đắp loại lá cây và khiến cho bệnh vẩy nến bùng lên. Và chính điều này nó khiến cho bệnh vẩy nến của mình càng nặng. Và sau khi mà những bệnh nhân đó điều trị ở những nơi mà không có kiến thức chuẩn, bệnh rất nặng rồi thì họ mới đến tìm bác sĩ. Nên là hầu hết những bệnh nhân đến với mình là những bệnh nhân rất nặng. Tôi nhận thấy là thông thường khi mắc các bệnh lý về da thì người dân khá là chủ quan, chỉ đến bệnh viện thăm khám khi mà các triệu chứng trở nặng. Và thông thường người dân sẽ có một thói quen đó là tự mua thuốc điều trị hoặc là nghe theo ai đó sử dụng một loại thuốc hoặc là đắp lá hoặc chữa bệnh bằng đông y để chữa bệnh và khiến cho tình trạng bệnh nó trở nặng hơn. Thậm chí là tôi được biết có những người mà còn bị lở loét khắp người vì cái thói quen này. Vậy thì trong quá trình làm việc của mình thì bác sĩ có tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến trong cái tình trạng như thế hay không, và cái hậu quả của việc điều trị vẩy nến sai cách là gì thưa bác sĩ? Hầu như chúng ta là khi mà có vấn đề về da, chúng ta chưa có thói quen là gì đến khám bác sĩ ngay. Hầu như chúng ta có chủ quan là gì? Chúng ta tìm mọi lá cây theo cổ truyền, hoặc là chúng ta ra hiệu thuốc, chúng ta bảo tôi bị ngứa, tôi có vẩy đấy, bán tôi đi thuốc đi. Tức là hầu như chúng ta tiếp cận đầu tiên chúng ta không phải bác sĩ. Đấy là điều rất là sai lầm. Bệnh ở da ấy, mặc dù chúng ta thấy ngứa, chúng ta thấy đỏ, chúng ta thấy có vẩy, nhưng có hàng trăm mặt bệnh nó có biểu hiện tương đương với nhau. Như vậy để thế nào để phân biệt bệnh vẩy nến hay các bệnh lý da nói chung thì chuyện đó là chắn phải bác sĩ rồi. Bác sĩ ngoài khám lâm sàng, đôi khi họ cần xét nghiệm, đôi khi họ cần sinh tiết, đôi khi họ xét nghiệm máu để họ sẽ đưa ra một cái tổng kết cuối cùng là bạn mắc bệnh gì. Và khi bạn khẳng định được bạn mắc bệnh gì rồi thì chúng ta mới có một cái phác đồ điều trị cụ thể. Nên rất nhiều người chủ quan
khi tôi ngứa, tôi có vấn đề về da là tôi đưa chung một công thức. Hay là những người bạn ở địa phương, có thể họ là bác sĩ, hoặc có thể họ từng làm trong ngành y, không phải là bác sĩ, họ có kinh nghiệm là gì? Khi mình ngứa, mình sẽ tiêm Cacox hay tiêm corticoid vào người. Thì vì rất nhiều bệnh về da chúng ta tiêm, chúng ta cảm giác đỡ, và họ không được đào tạo, họ không hiểu rằng tiêm corticoid vào người đối với bệnh về nến nó sẽ gây bùng phát theo kinh khủng. Vâng, có thể thấy là hậu quả rất nhiều. Vậy thì có trường hợp nào nặng nề nhất, điển hình nhất mà bác sĩ nhớ nhất và có thể chia sẻ với khán giả hay không ạ? Đó là bệnh nhân nữ 40 tuổi, đúng không? Bệnh nhân này thì có một tình trạng về nến khá là lâu rồi, đến tận hơn 10 năm rồi. Nhưng mà bệnh nhân giống như các bệnh nhân khác là họ tự điều trị ở nhà, họ tắm lá cây, họ bôi rất nhiều thuốc, tin rất nhiều những người ở địa phương mà họ đi tiếp cận đầu tiên trước. Và rất tiếc bệnh nhân của chúng ta ngày hôm nay lại là điều trị bởi một phương pháp gọi là chống chỉ định đối với nến. Đó là họ nghe những cái bạn ở địa phương ấy bảo là tôi khẳng định sẽ điều trị khỏi về nến, chắc chắn về nến của anh chị khỏi, bằng cách là gì? Tiêm thuốc bổ thịt. Cái tiêm đấy bản chất nó là gì? Nó là corticoid. Khi tiêm vào đó là một chất chống viêm, ức chế miễn dịch. Khi mình tiêm vào mình cảm giác là về đến nó đỡ rất là nhanh, có thể tiêm xong một mũi về khoảng tầm một tuần sau về đến đỡ hết. Nhưng không hiểu rằng là gì, khi tiêm thuốc đó sau khoảng tầm một tháng, hai tháng sau bệnh về đến bùng phát ngay. Có thể trước đây đặc trị trước đây như mình là về đến thể mạc, sau khi tiêm vào chuyển thành về thể mủ toàn bộ những vùng da gần như đỏ rực toàn thân, đỏ toàn thân rồi, và rất nhiều mụn mủ nông ở trên da, và có kèm theo sốt, đau, tổn thương cả khớp nữa. Hiện tại ở phòng khám thì việc điều trị cho bệnh nhân về nến đang được tiến hành như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh nhân của chúng ta thì điều trị trước khi gặp bác sĩ thì đã được điều trị ở tuyến địa phương và tiêm tận 3 đến mũi cái thuốc và bác thịt là có chứa corticoid. Nên chắc chắn cái khả năng bùng phát của bạn phải kéo dài thì ít nhất thêm khoảng vài ngày nữa. Thì đầu tiên với điều trị bạn này chúng ta sẽ được bằng nội khoa, tức là có những sản phẩm thuốc bôi, đúng không? Sản phẩm thuốc uống. Và một số sản phẩm là có nguồn gốc của vitamin acid để làm cho cái tình trạng mủ của họ giảm đi, giảm viêm đi, giảm đỏ đi, để làn da họ trở về bình thường. Ngoài ra nữa, họ có thể kết hợp với một số công nghệ gọi là ánh sáng trị liệu, ví dụ như là PUVA, PUVB, hay là có thể những cái vùng da đỏ nề quá có thể kết hợp với chiếu laser Henne để hỗ trợ cho điều trị về nến. Vì bây giờ điều trị về nến có rất nhiều phương pháp, từ uống, từ bôi, từ quang học trị liệu và đôi khi cả chiếu học sinh học nữa, nó hỗ trợ bệnh về nến phục hồi rất là nhanh. Cũng giống như nhiều những cái bệnh lý về da khác thì bệnh nến cũng có thể tái đi tái lại nhiều lần. Thì bác sĩ có cái lời khuyên nào dành cho bệnh nhân để họ có thể là điều trị hiệu quả hơn, tuy nhiên là cũng có thể là phòng tránh bệnh tái đi tái lại? Bệnh lý về nến là một loại miễn dịch và là cái bệnh lý mãn tính. Và cái bệnh này thì nó không nguy hiểm, nó không gây tổn thương gan thận nếu chúng ta điều trị đúng. Còn nếu như chúng ta điều trị sai, ví dụ như chúng ta uống đông y, tắm lá cây, hoặc là chúng ta điều trị những sản phẩm thuốc xa, thì chắc chắn ảnh hưởng rất là nhiều, kể cả tổn thương tuyến đường thận hoặc tổn thương nhiều cơ quan khác trong cơ thể mình. Như vậy lời khuyên đầu tiên bác sĩ là gì? Chúng ta đừng tự ý điều trị hoặc điều trị ở những cái cơ sở mà không có bác sĩ hiểu về bệnh da liễu, hiểu bệnh về nến của mình. Đầu tiên là như thế đã. Sau khi điều trị ổn định rồi thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ chống hòa bình chung sống với nó, thì chúng ta theo bác sĩ theo từng phác đồ, theo từng giai đoạn tấn công, duy trì, phục hồi để ngăn ngừa cái bệnh này tái phát. Và khi làm cho chúng ta ổn định rồi, chúng ta cố gắng giữ ẩm, bằng giữ ẩm thật nhiều, hạn chế sang chấn, ăn ngủ điều độ, hạn chế stress, ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều sản phẩm cá, hạn chế đồ ăn thịt, hạn chế về thức ăn mà có chất cồn, đồ ăn kích thích, nó làm cho cơ thể mình sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Và một lần nữa mình muốn khẳng định lần nữa là gì? Chắc chắn là thuốc đông y, các thuốc đắp, các thuốc lá tắm không thể kiểm soát được về nến. Nên rất nhiều bạn vẫn còn tin là gì đắp tắm điều trị về nến, đó là một quan điểm không hề chính xác. Mà khoa học trên thế giới đã chứng minh rất rõ rồi, bây giờ về nến hoàn toàn kiểm soát được, nhưng mà có rất nhiều phương pháp và chúng ta phải hiểu được là về nến chúng ta thuộc thể bệnh gì, mức độ ra sao, và bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn cái phương pháp điều trị cụ thể nhất. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ.